Từ chiều thì mình đã gửi cho các bạn, đây là một cái article của CCA và nó tên là Deferred Tax. Mình thì hay nói với mọi người rằng là article này nếu như mà học bên này thì nhất định phải đọc. Nhưng tuy nhiên thì nó bắt đầu từ môn F7 và rất là cơ bản ở mức độ là bắt đầu từ đầu. Hy vọng rằng từ chiều đến giờ, từ trưa đến giờ thì mọi người đã có thời gian để đọc cái article này. Mọi người đừng nói với mình rằng là các bạn rất là bận mà các bạn không thể đọc được. Và bây giờ nghe, nếu như thế thì mình khuyên rằng các bạn, nếu như kể cả chiều nay các bạn chưa đọc được thì các bạn cũng cần phải đọc và ngày mai nghe lại bài giảng hôm nay một lần nữa. Lý do là như thế này, khi các bạn đọc và các bạn tự lấy bút, các bạn take note ra những cái phần mà các bạn học được từ article này, sau đấy các bạn nghe chị giải thích thì các bạn mới hiểu. Còn nếu các bạn chỉ nghe không thôi, hôm nay các bạn cảm thấy hiểu ạ, nhưng khi các bạn làm bài, các bạn lại lặp lại cái khó khăn của các bạn, đúng không ạ? Nên là chị nói rằng là nếu chúng ta đã dành thời gian để học thì hãy học một cách nghiêm túc từ cái việc là chúng ta đọc trước bài, nếu như chị yêu cầu đọc trước bài. Ở đây thì cái phần đầu tiên ấy, người ta nói rất là rõ, đấy là về cơ bản thì deferred tax chỉ nói đến cái chênh lệch giữa carrying amount of asset, nghĩa là từ đây thì chúng ta sẽ có hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất là carrying amount, là theo accounting là cái chúng ta vẫn học từ F3 đến giờ và chúng ta gọi nó là accounting base, đúng chưa? Và cái thứ hai là cái phần thứ hai là phần tax base, có nghĩa là cái cơ sở tính thuế này được gọi là, được hiểu là gì, là cái con số đây ạ, the amount at which a set of liabilities value for tax purpose, nghĩa là mình được định giá như thế nào, cái giá trị tài sản hoặc là công nợ được định giá như thế nào cho mục đích thuế, thì đó là temporary difference. Chúng ta chỉ quan tâm đến temporary, chúng ta không quan tâm đến permanent difference, chúng ta chỉ quan tâm đến temporary difference thôi. Và lúc nào chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là đâu là accounting base và đâu là tax base. Và vì thế từ cái temporal difference này, từ cái chênh lệch giữa hai cái con số này thì chúng ta ra được temporary difference. Và khi tôi có temporary difference ở đây thì tôi sẽ nhân với cả tax rate. Được chưa? Như vậy, vừa nãy mình có nói rằng đây là phần khó nhất để xác định hai cái này. Nhưng ở F7 người ta không test cái việc đó. Tại sao lại như thế? Bởi vì ở F7, trước môn F7 là môn F6, là môn mà các bạn học về thuế ạ, thì chúng ta có rất nhiều variant. Và như các bạn thì chủ yếu là sẽ học Vietnamese variant, cho nên chúng ta sẽ không áp dụng cái cách tính và luật thuế của Việt Nam để xác định ra tax base. Bởi vì bài thi của mình thì lại là bài thi international. Và đấy là lý do vì sao mà trong bài thi của môn F7 đã giản lược đi cái phần quan trọng nhất này, để các bạn chỉ phải tính từ temporary difference nhân với tax rate thôi. Mà tax rate người ta cũng cho, temporary difference người ta cuối cùng cũng phải cho nốt, bởi vì chúng ta học các luật thuế khác nhau. Cho nên về cơ bản là chẳng có gì nữa cả, chỉ có những một cái phép nhân thì hy vọng mọi người đều có thể nhân được, đúng không ạ? Và vì thế ở đây mình sẽ nhìn thấy các cái dạng bài mà mình có thể bắt đầu để một là nếu như chưa hiểu tí gì về deferred tax thì bây giờ cũng hiểu, mà nếu mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn vui lòng các bạn nghe lại, biết đâu có chỗ nào đấy người ta hiểu sai. Đầu tiên thì bao giờ người ta cũng đi từ một cái ví dụ cơ bản đây ạ, đấy là về depreciable non-current asset. Đây là một cái typical example. Tại sao lại nói đến asset? Bởi vì các bạn nhìn thấy đấy là khi chúng ta nhìn vào cái ví dụ như này, đây là example number one, chúng ta có một cái non-current asset costing 2000 was acquired the start of year one, depreciate straight line over 4 years. Nếu mà theo accounting nhé, thì các bạn sẽ depreciate 4 years, và theo phương pháp là straight line, đúng không ạ? Và vì thế mỗi năm chúng ta sẽ có annual depreciation là 500. Như vậy nếu như tính theo accounting base, chúng ta mua từ the start of year one, nghĩa hết năm thứ nhất, đây là end of year one, thì accounting base của các bạn còn lại 1500, nghĩa là chúng ta lấy 2000
là giá mua trừ đi 500 khấu hao năm đầu tiên, đúng không ạ? Đấy ạ. Và ở năm thứ hai thì các bạn còn 1.000, năm thứ ba các bạn còn 500, và hết năm thứ tư các bạn khấu hao xong. Đây là theo accounting base. Và theo accounting base thì mỗi một năm các bạn sẽ khấu hao 500. Nhưng mà theo luật thuế thì capital allowance granted on this asset, à, người ta lại yêu cầu là chúng ta sẽ khấu hao theo phương thức là số dư giảm dần. Thế nên là người ta cho sẵn cái giảm dần này. Đây là depreciate, đây là capital allowance, là một tên, là một cái cách nói khác của depreciation. Như cái này là cho mục đích thuế thì gọi là capital allowance. Khấu hao mà theo mục đích thuế ạ, thì người ta gọi là capital allowance. Và năm thứ nhất là 800, năm thứ hai là 600, năm thứ ba là 360, năm thứ tư là 240. Như vậy, theo tax, nếu như tính tax base, năm thứ nhất chúng ta còn 1.200, năm thứ hai còn 600, đúng không ạ? Năm thứ ba còn 240, để năm thứ tư cũng hết. Thì cái chênh lệch nó bắt đầu xảy ra ở đâu ạ? Mỗi một năm này các bạn sẽ nhìn thấy sự chênh lệch giữa accounting base và tax base. Cái chênh lệch này là như thế nào? Là khi tôi so sánh giữa accounting base và tax base thì tôi sẽ nhìn thấy là bắt đầu có xuất hiện cái việc là có chênh lệch như thế này, thì tôi sẽ phải tính ra temporary difference, đúng không ạ? Về cơ bản thì temporary difference này đến năm thứ tư cũng sẽ hết. Tại vì là đến khi mà hết khấu hao thì chúng ta cũng đồng thời là hết temporary difference luôn. Và cái chữ temporary difference có nghĩa là cái chênh lệch là chênh lệch tạm thời và mang tính timing, mang tính thời điểm, nghĩa là từ năm này bắt sang năm kia thôi, chứ không phải là nó chênh lệch như thế là tính sai hay là có một cái cơ sở vĩnh viễn nào đấy thì không có. Thế thì ở cái bảng sau người ta cũng đã đưa ra cho các bạn temporary difference như mình vừa mới tính, các bạn đã hiểu rồi đúng không ạ? Nếu như đây là cột này, là cột carrying value này, đây là cột tax base này, đúng không ạ? Thì sẽ ra temporary difference. Bây giờ mình xác định xem là khi nào thì mình có deferred tax liability và khi nào thì có deferred tax asset. Mình gọi đây chữ nó to hơn nhé. Mọi người nhìn này, bên cạnh accounting base và tax base, bây giờ mình nói về mặt expense mà nói ạ. Nếu như ở năm thứ nhất, theo accounting, đây là chi phí nhá. Thì năm thứ nhất chi phí các bạn khấu hao là 500, nhưng mà thuế các bạn đang khấu hao là 800. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là thuế đang cho các bạn khấu trừ nhiều hơn, đúng không ạ? So với đây, các bạn được khấu trừ tận 800, trong khi đó thực tế các bạn đang tính kế toán có 500 thôi, dẫn đến là cái phần tax base của các bạn nhỏ hơn so với accounting base, đúng không? Và nếu thuế khấu trừ cho các bạn nhiều hơn, cho các bạn capital allowance nhiều hơn, thì cũng có nghĩa là số thuế mình phải nộp đang ít đi, đúng chưa? Bởi vì mình phải nộp đang ít đi. Ít đi có nghĩa là gì? Ngày hôm nay mình được lợi, đúng không ạ? Mình bỏ ít tiền ra nộp thuế, đúng không ạ? Nhưng cái số thuế này ít đi nha, số thuế đang ít đi này, đúng không ạ? Vậy thì cái số thuế ít đi này đến năm nào nó sẽ phải trả? Các bạn nhìn tiếp, ở năm thứ hai các bạn cũng 500, ở đây 600, số thuế vẫn tiếp tục là ít đi, đúng không ạ? Và các bạn vẫn đang được lợi, cái này cứ cho là lợi về thuế đi ạ, đúng không ạ? Đến năm thứ ba vẫn là 500, nhưng lúc này các bạn chỉ được capital allowance có 360 thôi. Bây giờ các bạn sẽ phải thấy, các bạn sẽ lại cảm thấy là thuế chỉ cho mình khấu trừ 360, trong đó chi phí thực của tôi là 500 cơ, đúng chưa? Vậy nên lúc này tôi đang phải nộp thuế nhiều lên và bắt đầu là cảm thấy là bị thiệt. Nhưng cái thiệt này ạ, số thiệt là bao nhiêu thì mọi người sẽ tự nhìn thấy, đến năm cuối cùng là 240, cũng như vậy, đúng không ạ? Đây là suy nghĩ theo kiểu rất nông dân, không biết tí gì về kế toán đó. Mình chỉ nghĩ rằng làm cho mình lợi hay mình hại thôi. Đấy ạ, mình nói lại nhé. Ví dụ như là năm thứ nhất, đáng nhẽ các bạn nếu như chỉ tính chi phí 500, ví dụ như tôi đang lãi 10.000, nếu như tính chi phí là 500 thì tôi phải còn lại là 9.500, đúng không? Tôi sẽ đóng thuế là 20% cho 9.500. Nhưng vì tôi được cơ quan thuế cho phép khấu trừ tận 800 thì cái số profit mà subject to tax chỉ còn 9.200 thôi và tôi sẽ đóng thuế ít đi, được chưa ạ? Tương tự như thế, ít đi cái điểm lợi đấy, nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ làm cho tôi ghi nhận một cái chi phí thuế, một cái current tax ít đi, thì trong tương lai tôi sẽ phải bù vào. Lúc nào bù vào đây ạ? Là hai cái năm cuối này, thì tôi phải bù vào. Và vì trong tương lai tôi mới phải bù vào, đúng không ạ? Cho nên hôm nay tôi nói rằng tôi có một cái liability, mọi người hiểu không ạ? Tôi có một khoản công nợ mà tôi sẽ phải trả trong tương lai. Trả cho ai? Trả cho con ngân sách ấy.
Và đấy là lý do vì sao chúng ta xác định được là khi nào tôi có Deferred Tax Asset, khi nào tôi có Deferred Tax Liability. Hôm trước mình học qua cái phần này, chị cũng đã nói với các bạn là chúng ta suy nghĩ từ cái việc về chi phí, chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có Asset hay Liability. Và cái này nó rất là dễ để so sánh. Mọi người cứ lấy một cái số 5.000, 10.000 gì đấy, mọi người nhân lên, nhìn thấy con số, mọi người sẽ hiểu ngay là nếu hôm nay chúng ta đóng thuế ít đi, có nghĩa là trong tương lai tôi phải đóng nốt cái phần còn lại đó, đúng không ạ? Tương lai nghĩa năm thứ 3, năm thứ 4 này, thì chúng ta sẽ đang có một cái Deferred Tax Liability. Ok chưa ạ? Và từ đấy thì ở đây người ta cũng rút ra cho các bạn một cái đâu nhỉ? Đây ạ, Performer. Và cái bản Performer này chính là một cái bản rất quan trọng. Đấy là the movement in the Deferred Tax Liability như thế nào. Ví dụ, nếu như các bạn có một phần, có một cái tài khoản tăng lên ở phần liability thì nó cũng đồng thời là tăng lên ở expense. Tất nhiên rồi. Tại sao lại như thế? Mọi người nhìn vào đây ạ. Nếu như đầu kỳ nhá, các bạn có opening deferred tax liability vẫn là cái bài vừa xong nhá, thì chúng ta đang nhìn ra đây, chúng ta đang tính này. 300 này, không biết đây là nhân với thiểu suất bao nhiêu phần trăm nhỉ, vì chị cắt không đủ đầy đủ cả bài. Cho nên ví dụ như 300 nhân bao nhiêu phần trăm, 75 nhỉ, 25% ạ. 0,75 300 nhân 0,25, đúng rồi ạ, 25%. Cái này ra 75 này, đúng không ạ? Này ra 100 này. Đây ạ, vẫn là cái bảng ở trong đề bài này ạ. Bằng 65. Đấy chứ ạ. Mọi người nhìn này, nếu như đầu kỳ tôi có là 75 mà đến năm thứ 2 tôi tăng lần cái liability này lên là 100. Các bạn nhớ lại, các bạn phải nhìn rất rõ là cái bảng này nhớ là đang ở tính trên là statement of financial position, đúng không? Carrying value với cả carrying value của tài sản này rõ ràng là trên statement of financial position. Tôi nói rằng nếu opening balance của tài khoản deferred tax của tôi là 75, để ra được cái closing balance của tôi 75 lên là 100, thì mình phải làm gì ạ? Bút toán của mình sẽ phải là debit một khoản deferred tax expense, đúng không ạ? Và credit một khoản deferred tax liability 25. Rõ ràng là tôi phải credit thêm vào thì nó mới lên được thành 100, đúng không ạ? Đến năm thứ 2 ạ, khi mà tôi có đầu kỳ là 100 nhưng bây giờ cuối kỳ lại là 65. Tại sao lại 65? Không phải là tôi estimate gì cả đâu, mà vì cái bảng này nó tính ra là temporary difference. Bây giờ đến bắt đầu đến cái năm mà chúng ta phải trả lại cái phần chúng ta đã đóng ít hơn ở trong quá khứ, thì bây giờ tôi phải đóng nhiều lên ý. Thì lúc này là tôi hạ cái dự phòng xuống, đúng không ạ? Vậy thì lúc này tôi lại phải có debit vào tài khoản deferred tax liability và credit vào deferred tax expense 35 ở năm thứ 3. Và đến năm thứ 4 thì mọi người nhìn thấy rằng là lúc này bằng 0, đúng không ạ? Đấy ạ, thì cái movement của nó như thế này: opening deferred tax bằng 0, năm thứ nhất 75, năm thứ 2 từ 75 xuống thành 100 thì tôi sẽ phải tính tăng thêm 25, đúng không ạ? Và năm thứ 3 giảm xuống 35 và năm thứ 4 hết. Thấy không ạ? Thế thì cái bảng này chúng ta không phải lập cái bảng này, đi thi người ta không bắt các bạn lập cái bảng này. Người ta hỏi cái gì ạ? Người ta hỏi một năm nào đấy, ví dụ người ta hỏi các bạn là ở năm thứ 2, thông thường người ta hay hỏi nhất là năm thứ 2. Như cái bài hôm nọ chị chữa cho các bạn ấy ạ, 307 là opening balance là 3.002 và closing balance là 3.000, đúng chưa ạ? Nó giống cái gì ở đây? Đây ạ, nó giống cái trường hợp năm thứ 3 này. Chị nói lại là bởi vì chúng ta học các cái sắc thuế khác nhau, cho nên người ta không bắt các bạn tính ra là tại sao lại là 3.002 và 3.000. Bởi vì nó có thể áp dụng các luật thuế khác nhau thì chúng ta không phải làm cái việc đấy. Ở môn thuế và môn P2 thì phải làm việc đấy. Nhưng mà người ta lại hỏi bất kỳ một cái năm nào đấy giữa chừng, như là tình huống ở bài 307 là người ta hỏi năm thứ 3, thì bút toán thì vừa mới viết rồi, mình nhìn thấy opening balance mà lớn hơn closing balance, có nghĩa là một cái decrease in the liability thì sẽ decrease in the tax expense. Vì hôm nọ mọi người hỏi mình rất nhiều là tại sao cái đấy lại ghi 200 mà, đúng không? Thì đấy ạ, giờ mình chỉ giải thích lại.
Rồi, đấy là cái confuse đầu tiên. Có một số bạn hỏi và chị cũng đã giải thích với các bạn là tài khoản tax expense bao gồm hai tài khoản là current tax expense, là phần mà người ta đã cho các bạn giống như kiểu mình làm quyết toán thuế cuối năm ở Việt Nam ấy ạ. Còn deferred tax thì là như vậy. Ok chưa ạ? So far so good đúng không ạ? Đến chỗ này, đến cái đoạn opening balance và closing balance của tài khoản deferred tax liability, có bạn nào chưa hiểu hay có câu hỏi gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Thưa ơi, chị nói lại một tí ở cái chỗ này em chưa hiểu kỹ lắm. Ừ, em chưa hiểu chỗ nào? Em chưa hiểu ở đoạn ở cái trang này hay trang nào? Cái lúc trước đây một tí mà chị viết này. Đây. Đúng rồi. Cái chỗ này này đi for tax liability với lại spend thứ đó. Em chưa hiểu cái bút toán đúng không? Vâng. Đây nhá, chị nói lại nhá. Đến cho chị hỏi là đến đoạn này em hiểu chưa? Cái đoạn nhỏ đóng ít đi hay đóng nhiều lên thì em đã hiểu chưa? Để xác định ra là so sánh giữa accounting base và tax base, để xác định có, ra lúc em nào hiểu có rằng liability. Em hiểu là chi phí nó nhiều hơn thì là chi phí mà nó tăng lên đấy thì là đóng thuế sẽ giảm đi ạ. Chi phí gì tăng lên cơ? Có nghĩa là cái ví dụ là khấu hao hoặc những cái gì đấy ấy, những cái mà tính chi phí chịu thuế ấy. Không phải là tăng lên mà là theo luật em được phép khấu hao Vâng, là vâng. 800. Vâng. Trong khi đó em chỉ hiện tại đang tính ở phần accounting của em là 500, thì có nghĩa là em được khấu hao nhiều hơn theo quy định của thuế, thì cũng tương đương với việc giống như ở Việt Nam mình cho phép khấu hao nhanh nhé. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái khoản lợi ích. Cái lợi ích đấy là gì? Là đáng nhẽ ra tôi phải đóng thuế. Ví dụ như là năm nay tôi lãi không tính khấu hao, ví dụ như là profit before depreciation and tax chẳng hạn. Thì profit before depreciation and tax của mình mà là 5.000 mà tôi chỉ khấu hao 500 thì đáng nhẽ là accounting profit của mình là 4.500. Nhưng mà taxable profit của mình lại là 4.200, thì có phải là mình tính 4.200 nhân với cả thuế suất đúng không? Thì mình sẽ đóng thuế ít đi. Và vì hôm nay đóng thuế ít đi thì cũng có nghĩa là, nghĩa là trong tương lai mình phải trả thuế. Đúng rồi. Và cái chuyện đóng thuế ít đi đấy ạ, thì có nghĩa là current tax cảm giác là nó bị understate, mặc dù không phải là understate nhá, mà là tôi chỉ đang nói rằng là nó đóng ít đi thôi. Nhưng mà vì current tax understate cho nên là chúng ta mới nói là phải có một cái chi phí gì đó nữa. Đây là current tax expense của em, be understate. Thì em phải có một cái chi phí gì đó nữa, và đấy chính là deferred tax expense. Thế thì chị mới nói tiếp là khi chúng ta lập ra cái bảng này, cái bảng này là cái bảng y như là chị vừa mới viết ở trang trước thôi. Bây giờ nhân với thuế suất thì sẽ ra được, bởi vì đây là temporal difference, cho nên ở đây sẽ ra được deferred tax liability. Và bởi vì đây là cái bảng được tính ở trên statement of financial position, cho nên deferred tax liability này chính là closing balance tại thời điểm cuối mỗi năm. Cuối năm thứ nhất là 75, cuối năm thứ hai là 100, cuối năm thứ ba là 65, và cuối năm thứ tư là sẽ hết. Vâng. Thế thì nếu mà opening balance của năm thứ nhất đương nhiên là không đúng không ạ? Đến closing balance của năm thứ nhất chúng ta có là 75. Đây ạ, mình tính ở đây là 75 ra như này. Thì mình hiểu rằng là năm đầu tiên là năm tôi vừa mới mua tài sản, cho nên opening balance không có, mà cuối năm có 75. Thì bút toán là thời điểm cuối năm khi mình tính ra deferred tax liability thì sẽ là debit deferred tax expense và credit deferred tax liability 75. Em ghi nhận một cái liability thì em phải ghi credit đúng không ạ? Vâng. Đúng, thì bút toán này có gì không hiểu bút toán này không? Được. Ok, đến năm thứ hai này, vì đầu năm nó đang là 75 mà đến cuối năm mình tính ra là 100, thì có nghĩa là mình sẽ phải bổ sung thêm 25 đúng không ạ? Nên bút toán của mình lúc này sẽ là debit deferred tax expense của năm thứ hai vào P&L của năm thứ hai, và credit vào deferred tax
liability tại thời điểm cuối cùng của năm thứ hai là 25. Nhưng mà đến năm thứ ba, khi mà opening balance của mình là 100 và mình giảm xuống còn 65 ở thời điểm closing balance, thì bút toán của chúng ta phải ngược lại là debit tài khoản deferred tax liability và credit vào deferred tax expense là 35, đúng không ạ? Và lúc này mình có một cái credit và deferred tax expense. Và đây chính là cái tình huống mà các bạn làm ở bài 307, là đầu năm người ta đang có một cái số dư deferred tax liability là 3.200, nhưng đến cuối năm chỉ còn 3.000. Và khi nó giảm đi thì chúng ta đã phải làm một cái việc, đấy là ghi giảm deferred tax expense. Ok chưa ạ? Vâng. Rồi, nghe đến đây là ok rồi đúng không ạ? Có ai còn câu hỏi gì không ạ? Thì em muốn hỏi à, là trong cái câu 307 ở cái phần tax ấy, họ có nói là cái chỉ tiêu là current tax ở trên trial balance thì nó là cái provision cho cái current tax của cái năm đấy. Đúng rồi. Thì, thì em chưa hiểu là cái tài khoản provision này là cái loại tài khoản gì? Nó là tax payable à? Đúng rồi, nó là tax payable. Thì nó ở bên, nó ở bên debit thì nó sẽ là nào, khi em có làm kế toán không? Có. Ừ, thế khi em làm quyết toán thuế cuối năm ấy, em tính ra số thuế phải nộp thì em sẽ hạch toán phần trên tờ khai mẫu 03 của em nhé, ra một cái phần thuế phải nộp của năm, thì kế toán em sẽ sử dụng số thuế đấy để hạch toán như thế nào? Bút toán của em là gì? Bọn em làm NGO thì bọn em chỉ làm cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân thôi. Thì bọn em sẽ ghi giảm cash. Đã nộp thuế đâu, em mới tính ra thôi cơ mà. Tính ạ? Bây giờ mới làm tờ khai thôi đã nộp thuế đâu. Chị đang hỏi là sau khi mà em, sau khi mà em tính ra cái số thuế phải nộp trong năm. Thế được rồi, có câu hỏi khác là thế nếu như đối với cả một doanh nghiệp nhá, em học S6 chưa? Rồi ạ. Em học S6 rồi đúng không? Thế nếu như đối lúc mà học ơi, S6 nhá. Nếu mà có cái gì cần giảng chị cứ giảng kỹ, bởi vì S6 em chưa học. Ừ. Không, bây giờ em, bọn em phải hỏi, chị sẽ không thể biết bọn em đã học gì đúng không? Và chị cũng không biết bọn em chưa hiểu chỗ nào, bởi vì là cái này nó đang rất là bình thường ấy, nó rất là kiểu chị cứ assume, thực sự đây là chị đã assume là mọi người đều biết cái đó rồi ấy. Giờ chị đang hỏi lại mọi người đã không biết chỗ nào. Nếu như mà mọi người tính ra số thuế phải nộp trong năm thì bút toán để ghi nhận số thuế phải nộp trong năm là gì? Cái này cũng học ở F3 rồi nữa chứ không phải chỉ có F6 này. Debit tax expense còn credit tax payable. Đúng. Vậy thì cái câu ở trong bài 307 người ta nói rằng là tại thời điểm cuối năm người ta cần phải lập một cái provision cho khoản current tax, chính là bút toán đấy. Ý người ta nói đến bút toán đấy đấy. Nghĩa là sau khi người ta làm tờ khai để tính ra, sau khi làm tờ khai quyết toán để tính ra cái số thuế của năm, thì người ta sẽ bảo em là làm thế nào để ghi nhận cái số tiền đấy, cái số tiền mà tính ra tờ khai thuế đấy lên trên báo cáo. Cái khoản, nếu như em bị confused ở chữ provision thì em chỉ cần biết là provision cũng chính là liability thôi, đúng không? Vâng, vâng. Đấy, cái điểm thứ hai nữa là trong đấy vẫn còn một cái mà chị nghĩ là cái khó không phải là chữ provision, mà cái khó ở phần còn lại là trên cái TB ấy, thì lại có một cái dòng là thuế rồi, hình như là 240 à hay bao nhiêu đấy, mọi người nhớ không? Hiểu ạ. Và lúc đấy mọi người phải trừ đi cái 240 phải không? Đúng rồi ạ. Tại sao lại trừ đi? Bởi vì nó giống như ở Việt Nam nhá, là mình đã phải ước tính cái phần thuế phải nộp ở từng quý rồi. Nghĩa là mỗi một quý thật ra là mình đã trích trước một ít rồi, nhưng mà đến cuối năm mình làm tờ khai quyết toán thì mình mới tính lại cả một cái cục lại thì mình mới biết giảm. Không phải là được giảm, được giảm đi so với số đã nộp. Đúng, không phải, mà là cái số mà em đã tính hàng quý là em chỉ trích tạm như thế thôi. Đến cuối năm khi mà em tính finalization, em tính quyết toán cuối năm ra,
thì em sẽ biết là nghĩa vụ chi trả của cả năm của em thì sẽ là hai mươi mấy nghìn đấy. Vậy thì từ cái số mà đã ghi nhận ở trên báo cáo từ trước, bây giờ mình sẽ phải trích tăng thêm, đúng không ạ? Để lên đến cái số mà em vừa mới nói là em sẽ provision, bởi vì chị không nhớ cái đề bài một cách chính xác. Nhưng mà lúc đấy các bạn sẽ phải trừ đi cái phần đã trích trong năm. Thì cái nguyên tắc đã trích với cả đầu năm trích, cuối năm trích như thế nào thì nó cũng y như bút toán này, nhưng chỉ thay bằng là current tax thôi. Thì whatever là deferred tax hay current tax thì đã cứ là một cái số dư. Thậm chí là kể cả là accounting for provision for bad debt cũng như thế mà. Nghĩa là cứ đến cuối năm mà mình tính ra cái con số, vì tất cả những cái con số thể hiện ở đây đều là closing balance. Cái số mà người ta nói với em ở trong bài 307 mà em đang hỏi chị cũng là số closing balance. Em làm thế nào để trên báo cáo hiển thị ra được một cái khoản là tax liability, current tax liability là số đấy thì là. Còn nếu như trước đấy đã có rồi thì có nghĩa là người ta đã tạm trích và mình phải trừ đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến expense. Hiểu chưa ạ? Đấy. Đấy, nhưng tất nhiên là cái câu hỏi của em thì đang hơi ngoài cái bài này, mình đấy là current tax đúng không? Còn đây là mình đang nói đến câu chuyện deferred tax. Ví dụ như đề bài 307 là người ta cho rất là rõ current tax trong một câu. Làm xong bài, em xem cái video chị giải thích, thì chị sẽ phải làm riêng current tax ra xong, rồi chị làm deferred tax. Và tài khoản tax expense là bao gồm hai tài khoản là current tax expense và deferred tax expense. Cho nên không được lẫn hai loại đấy vào nhau, vì nếu em lẫn vào nhau thì không biết phải treatment như nào, vì nó là hai tài khoản khác nhau. Nó khác nhau đến nỗi là current tax liability thì nó lại là ngắn hạn, bởi vì ngay lập tức em phải đóng thuế ngay. Nhưng deferred tax liability thì nó lại là dài hạn. Tại sao? Tại vì là cái khoản 75 này này em sẽ trả dần vào những năm sau, chứ không phải trả ngay vào năm thứ 2. Thấy không, năm thứ 2 còn nâng lên là 100 cơ, đâu đã phải trả đâu. Cho nên nó sẽ là non-current liability. Còn nếu mà current tax thì nó lại là current liability. Đấy ạ, cho nên mọi người, đây cũng là cái nốt để mọi người lưu ý nhé, là đừng có nhìn thấy cứ là thuế thì sẽ gộp vào nhau. Các bạn có thể làm một working, các bạn có thể làm hai working, whatever tùy mọi người. Nhưng thông thường đấy ạ, nếu các bạn đọc answer thì các bạn sẽ biết là người ta không làm working cho current tax vì nó quá easy, mà người ta viết thẳng lên trên báo cáo luôn, bởi vì cái đấy nó chỉ có cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng riêng có deferred tax thì may ra mới làm, nhưng mà nếu như đến P2 thì các bạn mới phải làm một cái working phức tạp. Còn ở đây các bạn chỉ có muốn lấy temporary difference các bạn nhân lên thôi, đúng không ạ? Và ở cái phần sau thì người ta giới thiệu với các bạn một cái movement. Đây ạ, đây là cái công thức để các bạn có thể làm cái working. Và các bạn có nhìn thấy là y như cái bài, các cái bài chúng ta đã làm. Đấy là người ta sẽ cho cái số đầu kỳ, đúng không ạ? Các bạn cũng viết như thế này vào trong working luôn, là opening balance của tài khoản deferred tax liability. Cái này là given in trial balance, thấy không ạ? Và closing deferred tax liability là reported in statement of financial position. Đây là cái số mà chúng ta trình bày trên báo cáo, là cái số mà mình được điểm ấy, mình được ăn điểm ấy. Đấy ạ, thì so sánh giữa hai số này, nếu nó tăng lên thì chúng ta nói rằng là chúng ta có một cái deferred tax expense. Nếu mà nó giảm đi thì chúng ta giảm cái deferred tax expense đi, credit vào deferred tax expense. Ok chưa ạ? Thì mọi người lưu ý là dùng cái proforma này để trình bày một cái working. Đấy ạ, cái bảng thứ hai thì làm taxable profit và actual tax liability calculation, thì cái bảng này không có gì, không có phức tạp gì đâu ạ. Nó như là cái ví dụ của chị, nhưng mà đưa thêm phần profit vào thôi. Nên cái này mình có thể bỏ qua. Bây giờ mình xem tiếp một cái ví dụ nữa. Đây ạ, trên trial balance các bạn có một khoản credit balance là 1.500 và nó là deferred tax liability. Chị cũng phải nói thêm là khi mà đi thi các bạn sẽ 100% là gặp deferred tax liability nhá. Các bạn sẽ không bao giờ gặp deferred tax asset nhá. Cho nên nếu như trong trường hợp mà câu hỏi của các bạn còn đang bị confused là nó là asset hay liability thì xin lỗi là gạt luôn cái asset đi, chúng ta chỉ có liability thôi. Được chưa ạ? Tại sao chị có thể nói rõ như thế? Bởi vì là cái này chị đã giảng rất nhiều lần rồi. Khi mà các bạn ghi nhận deferred tax liability thì nếu như các bạn được lợi về thuế ở thời điểm hiện tại thì lập tức mình phải ghi nhận liability ngay. Nhưng nếu các bạn có asset, nghĩa là hôm nay các bạn đang đóng nhiều thuế hơn,
và các bạn hy vọng các bạn được claim back lại cái khoản đấy trong tương lai, thì các bạn phải chứng minh rằng các bạn có điều kiện để claim back. Và cái việc chứng minh đấy thì nó rất là khó khăn, và vì thế rất hạn chế khi nhận được Vertex Asset, bởi vì Prudence không gọi là persuade mọi chúng ta để ghi nhận các điểm Vertex Asset. Trường hợp mà ghi một cách consistently để không bị accounting mismatch, nghĩa là cùng, ví dụ như là ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn nhé, mình đánh giá chênh lệch tỷ giá thì mình có thể có xuất hiện cả defaulted asset và liability, vì nó sẽ có cả đầu gain và cả đầu loss với cùng một đồng tiền, thì lúc đấy sẽ có defaulted asset ạ. Nhưng khi mà lên báo cáo thì cũng net off đi với nhau. Net off là sao? Là lấy asset với liability bù trừ cho nhau và chỉ ghi trên một đầu thôi. Thế nên nó sẽ luôn luôn là defaulted liability. Ở môn P2, ở bên SBA, ở môn tiếp theo, các bạn sẽ gặp tình huống là default tax của chúng ta là gồm nhiều tài khoản có default tax và chúng ta phải tính cái default tax đấy như nào. Thế còn ở đây chúng ta làm đang làm rất đơn giản là người ta đã cho các bạn sẵn là số đầu kỳ là bao nhiêu, đúng không ạ? Và đến cuối kỳ là bao nhiêu. Cho nên nếu trường hợp câu hỏi của các bạn là người ta cho em temporary difference mà em không biết temporary difference đấy nó gây ra default tax asset hay default tax liability, thì chị nói luôn là nó chính là default tax liability. Được chưa? Và nó luôn luôn là liability. Đây nhá, mọi người nhìn lại nhá. Ở ngay cái bảng chúng ta vừa mới làm ấy, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cứ số dương, temporary difference số dương, thấy không ạ? Thì sẽ là liability. Được chưa? Rồi. Tiếp này, ví dụ này này. Nó có thể có những cái chúng ta có thể gặp những cái nốt như sau liên quan đến một cái số dư liability là 1500 như thế này. Ví dụ nốt đầu tiên, at the year end, the required default tax liability là 2500. Nào, easy đúng không ạ? Opening balance là 1500, closing balance là 2500. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải ghi nhận một bút toán debit vào expense, default tax expense, và credit vào default tax liability thêm 1000, đúng không ạ? Đấy ạ. Được chưa ạ? Nốt thứ hai, đây là tình huống thứ hai. At the year end, it was determined that an increase in deferred tax liability of 1000 was required. Đây là cách nói thứ hai. Cách nói thứ hai có nghĩa là đầu kỳ tôi có số dư bên có là 1500. Trong năm thì tôi sẽ tăng thêm cái khoản deferred tax liability này lên thêm 1000, thêm 1000 nhá, increase 1000. Thì nó cũng vẫn quay lại bút toán này. Mọi người đọc các cái nốt khác nhau nhưng cần phải hình dung là thật sự cái thông tin chúng ta thu nhận được là cái gì. Ok chưa? Ở nốt thứ 3, at the year end, there are taxable temporary difference of 10,000. Tax is charged at the rate of 25%. Đây là cái chúng ta cũng đã từng gặp rồi. Cuối năm, chúng ta có temporary difference là 10,000. Tax là 25%. Vậy thì mình sẽ nhìn thấy là lấy 10.000 này nhân với cả 25%, đúng không ạ? Bằng bao nhiêu ạ? Ok, dạ, bằng 2.500. Nó lại quay về cái thông tin chúng ta đã có. Thì cái này cũng là cái mà các bạn cũng đã gặp rất là nhiều, và chắc là các bạn cũng đã quen với việc này rồi. Và như vừa nãy chị có nói là trong trường hợp nhá, mà các bạn không biết đây là deferred tax asset hay deferred tax liability, thì mọi người nốt luôn cho chị là chúng ta chỉ có deferred tax liability thôi, 2500 như thế này. Được chưa ạ? Trong lúc làm bài tập chúng ta đã gặp cái nốt này rồi này, đúng không ạ? Và do đó chúng ta sẽ nhớ lại là nó, nếu mà diễn đạt một cách khác thì nó có thể có thành nốt 1, nốt 2. Được chưa ạ? Tiếp nữa này, ở nốt số 4 cũng là một nốt kiểu như vậy. Trong năm thì temporary difference tăng lên thêm 4.000. Các bạn cứ nhìn thấy chữ increase nhé. Ở nốt 2 và nốt 4 là có chữ increase. Thì lúc đó chúng ta biết là temporary difference increase là 25%. À quên, là 4.000, cũng nghĩa là lấy 4.000 nhân 25%. Thì mình biết rằng deferred tax liability sẽ increase thêm 1.000. Được chưa ạ? Đấy ạ, tại sao mình nói rằng là cái article này là everything you need to know about deferred tax là vì thế, bởi vì người ta còn care cả đến chuyện là các bạn đọc đề các bạn không hiểu.
nên người ta đã nói trước là trong đề ở các nốt thì tôi sẽ viết ở 4 kiểu. Ví dụ như kiểu thứ nhất thì tôi viết thế này, kiểu thứ hai viết thế kia, nhưng cuối cùng thì kết quả nó giống nhau và dẫn đến một cái treatment duy nhất là như thế này. Nên nếu như mọi người không đọc đề mà không hiểu được thì đấy là vấn đề, là một là đọc không kỹ, đúng không ạ? Hai là không nhìn thấy cái keyword. Ví dụ không nhìn thấy cái chữ increase này này. Đấy ạ. Thì từ hôm nay hy vọng mọi người sẽ chú ý và mọi người nhớ đọc bài này để rất là nhớ là chúng ta có 4 cái cách viết như vậy, và examiner đã nói rất là rõ cái việc này rồi. Được chưa? Đấy ạ, 1500. Cái text bay đấy có tên gọi khác là text written down value hả? Em thấy có em nhìn thấy written down value ở đâu? Trong câu trắc nghiệm về phần text ở trong sách DDP ạ. Có một câu em phải cho chị rõ câu đấy là câu nào. The carrying amount of non-current assets exceeds the text written down value là 850,000. Nếu mà câu như thế thì đúng là đấy chính là tax written down value, chính là capital allowance. Nó chính là khấu hao theo một cái thuế. Vâng, thì tức là trong trường hợp này cũng là tăng cái deferred tax này. Thì em đọc câu đấy em hiểu à, cái ý người ta nói như vậy đúng không? Dạ vâng. Rồi, vừa xong là chúng ta nói về việc là hiểu cái ý nghĩa của cái note ở trong đề bài như thế nào. Bây giờ đến phần thứ hai là người ta hướng dẫn các bạn là trình bày cái working của mình như thế nào. Thì mọi người tham chiếu ở tham khảo ở đây nhé. Được chưa ạ? Đây là cái thông tin các bạn vừa mới tính ra ở trong nốt. Đây là thông tin các bạn có trên trial balance. Và cái các bạn cần phải tính ra là balancing figures như thế này. Được chưa ạ? Thì cái này easy đúng không? Thế nên là mọi người sẽ phải làm working. Các bạn tham khảo cái cách làm working ở đây ạ. Thì mỗi tình huống thì người ta lại có các cái cách tính để cuối cùng vẫn là cái con số 1500 cộng 1000 ra 2500 thôi. Rồi ạ, bây giờ mình đến một cái chủ đề thứ hai. Đấy là chủ đề về revaluation of non-current assets. Thứ nhất là sau khi mọi người hiểu thế nào là temporary difference rồi, thì chúng ta quay sang cái câu chuyện là vừa nãy mình nói đến việc là có cái sự chênh lệch là bởi vì capital allowance theo mục đích thuế thì có cơ sở khác với cả kế toán. Kế toán cũng được phép lựa chọn, còn capital allowance là theo luật thuế nên không được phép lựa chọn. Thì tương tự revaluation cũng như thế. Mục đích thuế người ta sẽ không cho mình được phép đánh giá lại tài sản mà chỉ ghi nhận theo cost thôi. Còn trong kế toán theo IFRS thì chúng ta lại được phép revaluation of non-current assets. Và vì thế nên là cái accounting base, nếu như accounting base của chúng ta áp dụng theo revaluation thì accounting base chắc chắn là khác với cả tax base, đúng không ạ? Chị nói lại này, cái ví dụ vừa nãy là chúng ta đang lấy ví dụ là cost to the depreciation, đúng không? Thì ra carrying amount, đúng chưa ạ? Và cũng vẫn lấy cái cost đấy, chúng ta trừ đi cái capital allowance theo mục đích thuế thì chúng ta ra được cái tax base, đúng không? Thì đấy là cái lúc mà chúng ta tính hai cái cost này này là giống nhau. Ok chưa ạ? Thế bây giờ khi mà hai cái cost này giống nhau mà chỉ có luật thuế khác về kế toán thôi thì đã có temporary difference rồi. Thế nếu như bây giờ cái cost này còn không giống nhau nữa, các bạn hiểu không ạ? Thì nó cũng sẽ đương nhiên nó vẫn gây ra temporary difference. Và bây giờ khi mà mình đã biết là temporary difference được gây ra vì có sự chênh lệch giữa accounting base và tax base, thì mình biết rằng đối với cả tình huống revaluation là có chênh lệch, nhưng không phải bài nào người ta cũng bắt mình làm cái việc này. Tại sao lại như thế? Tại vì có nhiều trường hợp ý ạ, thì người ta sẽ nói trong đề bài là giả định là không có deferred tax gây ra cho cái trường hợp revaluation này, đúng không ạ? Ví dụ như nó không đáng kể. Hoặc là thậm chí là nó lại gây ra deferred tax asset thì người ta bỏ qua. Các bạn hiểu chưa ạ? Đọc đề bài phải nhìn cho chị xem là revaluation có gây ra deferred tax asset không đã. À, deferred tax liability không đã. Ok ạ. Rồi bây giờ mình lại quay lại cái ví dụ như vừa nãy. Nhưng mình nhìn cái tình huống ở đây, đấy là nếu chúng ta có revaluation, nếu nhá, chúng ta có revaluation ở cuối của năm thứ 2 thì chúng ta có câu chuyện gì?
Vừa nãy mình đã nói cái chuyện năm thứ hai á, là opening balance là 1.500, đúng không? Khấu hao xong, đáng nhẽ nó còn 1.000, đúng chưa ạ? Đáng nhẽ đến đây còn 1.000. Đấy. Theo thuế ra là 1.200. Capital allowance 600. Theo thuế nhá, thì chỗ này còn 600, đúng không ạ? Đấy ạ. Thế nhưng mà ở đây thì mình lại nhìn thấy là chúng ta lại revaluation nó lên thêm 1.500 nữa, và closing balance của mình thành 2.500. Được chưa ạ? Và dẫn đến là temporary difference của mình tăng lên. Và cái phần tăng lên so với cái 400, từ 1.000 trừ 600 này đã nhé, chỉ là 400 thôi, thì bây giờ nó tăng lên đúng 1.900. Mọi người hiểu chưa ạ? Chị nói lại nhé, là cái temporary difference lúc này, ở ví dụ này, nó gây ra bởi hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do khác nhau giữa depreciation theo kế toán với cả capital allowance theo thuế. Cái này là 400. Nguyên nhân thứ hai là do sự khác nhau về cost và revaluation là 1.500. Và vì thế tổng temporary difference đang là 1.900. Ok chưa ạ? Và rõ ràng là số dương, đúng không? Cho nên 1.900 này gây ra cái gì đây ạ? Nó lại gây ra cái deferred tax liability, đúng không ạ? Tại sao chúng ta biết là nó gây ra deferred tax liability? Bởi vì mình nhìn thấy là đây ạ, temporary difference là 1.900, đúng không ạ? Trong đó 1.500 liên quan đến reversion surplus. Các bạn chịu khó đọc cái bài này người ta viết rất là đơn giản ấy ạ, nên mọi người cố gắng. Và bây giờ mình tính ra là deferred tax liability cuối năm đây ạ sẽ là 475. Và số 475 này sẽ là số cần phải trình bày trên báo cáo. Và nó là số mà chúng ta sẽ đưa vào cái closing balance của tài khoản deferred tax liability. Được chưa ạ? Vậy đầu năm opening balance là 75. Closing balance là 475. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải debit vào deferred tax expense và credit vào deferred tax liability 400. And thus there is an increase of 400 to record. Được chưa ạ? Đến đây ok rồi đúng không ạ? Đến đây chắc chắn là vẫn hiểu nhá, bởi vì là nó không có gì mới so với ví dụ trước. Bây giờ mới lại tách ra. Vừa nãy chị phải nói là cái 1.900 chênh lệch là có hai nguyên nhân. 1.500 temporary difference là bởi vì revaluation surplus. Được chưa ạ? Thì cái phần mà liên quan đến revaluation surplus này, mình cũng phải treatment nó riêng. Tại sao? Bởi vì nó liên quan đến revaluation surplus, có nghĩa là cái phần tăng lên ý, nếu như các bạn nhìn thấy là ở phần depreciation, khi các bạn depreciation vào accumulated depreciation thì nó nằm ở trên statement of financial position, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây khi mà revaluation ý, thì cái phần chênh lệch của nó ý, thì các bạn lại đang đưa nó vào revaluation surplus, revaluation reserve. Được chưa ạ? Nên lúc này cái phần tăng lên này ạ, các bạn sẽ ghi nhận vào other comprehensive income. Đây là câu hỏi của các bạn hôm vừa rồi, Phương Anh với cả Nhung hỏi chị đúng không? Hay Huyền nhỉ? Đấy, thì bây giờ mọi người đọc cái phần này mọi người sẽ hiểu. Ở đây chị nói lại nhá, chúng ta đang ghi nhận deferred tax liability thì bước 1 là mình tìm cái số dư sẽ trình bày ở trên báo cáo đã. Xong rồi nhá, đến đây done. Bước 2 là với 400 này, với 400 chênh lệch ghi tăng, chúng ta mới tìm hiểu nguyên nhân của nó ghi tăng là cái gì. Ở trong cái ví dụ này nó bao gồm hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do chênh lệch về khấu hao. Cái đấy thì chúng ta treatment một cách bình thường, đúng không ạ? Nhưng nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do nó là revaluation. Thì bút toán revaluation của các bạn nó lại như thế này. Đây ạ. Là các bạn giúp chị là đưa nó vào revaluation reserve 375.
thay vì là các bạn đưa hết vào tax expense, bởi vì nó không đi thẳng vào expense trong kỳ. Nói cách khác là nếu như các bạn nhìn vào cái tình huống, đây ạ, cái tình huống của chúng ta vừa nãy mà chúng ta làm ví dụ từng năm một đi ạ, thì các bạn có nhìn thấy rằng là đến cuối cùng nếu như không có cái chuyện revaluation thì đến cuối cùng hai cái này nó cũng bằng nhau và nó cũng hết. Hay nói cách khác là current tax expense của các bạn bị understate năm nay thì các bạn đã bổ sung vào một cái deferred tax expense rồi. Nên thật ra cái deferred tax expense mà ghi nhận vào P&L nhá, để nó giúp cho current tax expense của mình không bị understate. Chị đang nói lại cái ví dụ này để các bạn hiểu bản chất tại sao chúng ta lại ghi nhận hai bút toán expense. Một bút toán expense, current tax expense là chúng ta ghi nhận số thực mình phải nộp vào ngân sách nhà nước. Nhưng mà năm nay mình đang được lợi, mình đang nộp ít đi, đúng không ạ? Và chúng ta ghi nhận một cái liability. Thì để ghi nhận cái liability đấy, chúng ta đã phải debit một cái tài khoản deferred tax expense rồi. Và cái việc mà mình ghi nhận cái tài khoản deferred tax expense đấy, nó làm cho current tax expense nếu như đang bị understate vì được lợi, thì cộng thêm deferred tax expense nghĩa là năm nay mình đã ghi đủ chi phí rồi. Prudence concept yêu cầu như vậy là các bạn phải ghi đủ chi phí, không phải là các bạn nhìn thấy các bạn được lợi là các bạn ignore luôn, được chưa? Nhưng đến khi các bạn làm revaluation thì câu chuyện nó lại khác, ở chỗ là khi mà mình revaluation nhé, thì cái 25 này này thì đúng là vì tôi được hưởng lợi năm nay, tôi không phải đóng 25 này, nhưng tôi ghi nhận debit deferred tax expense là ok. Nhưng mà cái 375 ấy thì không phải như thế. Mà cái điều mà cái temporal difference nó gây ra là do cái tài khoản revaluation. Có điều là tài khoản revaluation của tôi chưa được realize, mà nó đang nằm ở trên tài khoản revaluation reserve. Cho nên cứ mỗi cuối mỗi một năm ấy, mà tôi ghi tăng thêm cái khoản deferred tax liability này thì tôi sẽ giảm dần revaluation reserve này đi. Mọi người hiểu không ạ? Để làm gì? Để đến cuối cùng nó cũng realize, đến khi mà tôi, khi mà chúng ta dùng hết cái giá trị tài sản ấy, thì cái revaluation reserve này nó cũng realize tương ứng. Về bản chất nó cũng không khác gì cái chuyện khấu hao cả, nhưng mà ở đây chỉ là giống như kiểu thuế đóng trước và đóng sau á, thì nó cũng giống như là khấu hao trước hay khấu hao sau như hôm trước mình chuyển sang thôi, đúng không ạ? Nghĩa là vì tôi ghi nhận một cái giá trị to hơn, cho nên tôi phải ghi nhận cái deferred tax liability tương ứng với cái giá trị ảo mà tôi đã ghi nhận đó. Thế thì khi nào thì tôi sẽ không phải ghi cái này nữa? Khi các bạn thanh lý cái tài sản đấy đi, thì ở giai đoạn thanh lý là các bạn đã xóa sổ cả reversion reserve rồi, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ không còn cái số dư này nữa. Ok chưa ạ? Và một cái nốt cuối cùng đấy là với deferred tax liability thì các bạn sẽ tính ở cái số dư cuối mỗi năm, chúng ta tính một lần. Nghĩa là chúng ta không tính trong năm, chúng ta không tính khi mua tài sản, mà chúng ta chỉ tính tại thời điểm lập báo cáo thôi. Được chưa ạ? Cho nên bút toán này là bút toán gần như là bút toán điều chỉnh vào thời điểm cuối năm để closing account thì mình mới lập. Đấy ạ. Thì chị thấy là ở cái bài article này có giải thích rất là rõ tại sao chúng ta và hướng dẫn các bạn cái bút toán để ghi nhận deferred tax với phần revaluation. Thì chị thấy bài này rất là clear. Thì không biết là mọi người có còn chỗ nào confused không? Tại vì hôm trước mọi người confused giữa bài 307 và 310. Thế nhưng mà khi mà chị chữa thì chị thấy không có gì để confused cả. Thậm chí là bài 310 rất là dễ. Thì bây giờ mọi người còn chỗ nào chưa hiểu mọi người có thể hỏi ạ. Chị ơi, hôm trước cái câu hỏi của em, tại vì là ở đây cái phần revaluation reserve ạ, thì là lúc mà đánh giá lại tài sản thì mình ghi nó tăng, xong thì cái deferred tax này thì mình ghi nó giảm ấy, nên là em mới hỏi chị là nếu mà lên cái statement of financial position ấy, thì cái dòng revaluation reserve ở trên equity thì nó sẽ là số net off giữa cái giá trị mình đánh giá tăng với cả cái deferred tax ạ. Thì em đang hỏi như thế. Thì nhưng mà ở trên profit ở trên other comprehensive income, vâng, thì cái dòng revaluation reserve ấy, nó lại là cái số tổng, tại vì ở dưới nó có cái dòng mà deferred tax on, tức là kiểu nó tách đôi ra ấy ạ.
thì cùng là revaluation reserve. Vâng. Ừ. Trên OCI thì người ta tách thành hai dòng. Thật ra ấy, khi em trình bày báo cáo ấy thì em tách ra được thì em dễ được điểm hơn, vì cái đấy em phải làm working. Đúng không? Bởi vì revaluation reserve nhá là phần mà em đã được cho trong đề bài rồi, trong bài rồi. Nhưng mà phần tax expense liên quan đến deferred tax là phần em phải làm working ra được, thì em nên làm thành một cái, thành cái dòng riêng, nó chỉ thêm một dòng thôi, thì như thế em sẽ dễ được điểm hơn. Còn nếu mà em viết net off ấy, em viết net off ở trên OCI thì thực ra cũng được, cũng thế, phải làm cái working cho cái phần đấy. Nhưng mà ý em là cùng là cái dòng revaluation reserve ấy, nhưng mà nếu như mà ở trên OCI thì mình lại ghi là cái số tổng ấy, còn ở trên statement of financial position thì lại để là cái số net off ấy, thì nó có à nghĩa sao không? Trên statement of financial position bao giờ cũng là số net off. Em có nhìn thấy là ngay cả non current asset người ta còn net off giữa cost với cả accumulated depreciation không? Vâng. Ừ, trên báo cáo, trên statement of financial position luôn luôn là số đã net off rồi. À, nếu mà câu hỏi của em đơn giản như thế thì là những chuyện không cần giải thích phức tạp như thế làm gì, mà chỉ đơn giản là đấy là nguyên tắc trình bày báo cáo. À, người ta đang hỏi ở trên statement of financial position là trình bày closing balance tại thời điểm báo cáo thì nó đã được net off rồi. Thế còn OCI là các cái như kiểu là cái chi phí đã phát sinh ở trong kỳ thì có thể chi tiết ra. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị. Rồi ok ạ, mọi người có còn câu hỏi gì nữa không ạ? Đã clear hết chưa ạ? Vì chị không muốn là mọi người cảm thấy confused phần này ạ. Bởi vì cái phần này mặc dù nó rất là ít điểm nhưng thực sự nó không đáng để confused, nó rất là dễ ạ. Cái bài 310 đó chị em. Ok rồi đúng không ạ? Mọi người không có câu hỏi nào đúng không ạ? Alo? Ừ. À, chị có nghe không ạ? Ừ em nói đi. Cái bài 310 em nhớ là trên P&L cái OCI nó thể hiện cái OCI của revaluation gain đó, nó để 7.000 là cái số revaluation tại thời điểm cuối kỳ, nó để số 7.000. Nhưng mà trong financial position đó, revaluation surplus nó cũng để số 7.000 ở trong cái balance sheet. Thì em cũng hơi confused là thì Shopee nó phải cái revaluation trên financial position đó, Shopee nó phải trừ đi cái đưa vào P&L trong năm của cái. Em cứ nói đi, chị đang đi tìm cái bài đấy vì chị đang chả nhớ nó như nào. Bài 310 á chị. Em xin phép có ý kiến một tí ạ. Cũng liên quan đến cái bạn đang nói thì em có cái câu là does not make transfer to retain earning for excess depreciation, có nghĩa là không chuyển. Đúng, cái đấy không chuyển. Không bị chạc vào cái revaluation reserve này à, ở trên trên balance sheet nó vẫn để nguyên 7.000 đúng không ạ? À, thế đấy là một câu, đấy lại là một câu hỏi khác rồi. Sau đây mọi người nhé, mọi người định hỏi câu gì thì mọi người phải nói trước để chị dở sách ra, vì làm sao mà chị có thể nhớ được tất cả các đề bài đúng không? Nhưng mà chị đang cảm giác là sau khi mà bạn đang giải đáp cho nhau ấy thì chị đang nhận ra là có khi mọi người đang bị lẫn giữa hai phần đúng không? Cái chuyện mà không chuyển từ retaining sang ấy, đấy là phần exit depreciation đúng không? Chứ không phải là deferred tax. Đây, 310 đây, answer đây nhá. Mọi người nhìn này. Đâu số em hỏi. Revaluation surplus ở đây 7.000, không có chuyển gì hết. Đúng không? Đúng rồi, đang là số 7.000. Theo em hiểu thì trong cái financial position á, cái building cái còn revaluation surplus là 5.000 đó của building á, em sẽ chia cho 14. Ok, thế thì em đọc lại đề bài. Em sẽ đọc lại đề bài. Ở trên đề bài người ta nói rất là rõ. Đi thi sót một câu thôi là mất điểm rồi, biết không? Đây, nhìn lại này. Atlas Company does not make a transfer to retain earning for exit depreciation. Ignore deferred tax on revaluation surplus. Thấy không? Nghĩa là người ta không transfer từ revaluation reserve sang retaining. Bạn lúc mà mình học IF16, chị đã nói phần này rất là kỹ, là đi thi có chuyển cái bút toán từ retaining sang hay không là do đề bài phải nói, bởi vì đây là accounting policy của công ty đấy. Họ có thể lựa chọn là chuyển, họ có thể lựa chọn là không chuyển.
Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái việc chuyển hay không chuyển ấy ạ, chỉ để fair presentation. Nhưng nếu như với họ cái con số đấy là không trọng yếu, em nhìn thấy 5.000 chia cho 14 có thể là một số rất là nhỏ, thì nó không trọng yếu thì người ta sẽ không chuyển nữa, mà người ta để cả bình nhìn đấy. Đấy lựa chọn người ta. Materiality chúng ta không thể nào mà bắt người ta phải làm đấy được, đúng không? Vậy nên là đi thi nhá, thì trong tất các bạn nhớ rằng là ở các môn khác chị không biết, chị không dạy F5, F9, chị không biết các môn này như nào, nhưng riêng môn F7 không có một dòng nào là thừa hết. Cái dòng nào trong đề bài cũng là để chúng ta phải dùng để tính, và không có dòng nào người ta viết cho vui vậy đâu. Trừ trường hợp câu multiple choice người ta có thể cho thêm thông tin để lừa mình không nói, nhưng mà riêng câu lập báo cáo ấy ạ, thì tất cả các cái câu ở trong bài lập báo cáo các bạn đều phải đọc kỹ. Ok chưa? Anyway, cái câu này không liên quan gì đến câu chuyện phân tách tôi đang nói cả. Được chưa? Đây là liên quan đến câu chuyện IS-16 về revaluation. Ok chưa? Em hiểu đúng rồi đúng không? Rồi, ok chị. Rồi ạ. Có ai còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Chị ơi, chị có thể giảng thêm một chút về list có được không ạ chị? Hôm nay thì không được, bởi vì bọn em có biết là chúng ta nó tương đối là bị chậm rồi. Và thực ra là chị, em có câu hỏi cụ thể hơn được không? Về list là về ví dụ như đấy, ví dụ như là vừa xong các bạn hỏi là bài gì, hay là ở phần nào. Ví dụ các bạn hỏi là các bạn không hiểu về default text thì chị sẽ giảng lại về default text như thế, mà về list thì chị không thể giảng từ đầu đến phần list được. Rồi thế để khi nào thì em hỏi. À, và mình đã xem cái video chị đã post lên, chị chia phần list ra thành 3 ví dụ, thành cái trong cái phần list ấy, thì mình có một cái phần hướng dẫn các bạn cái thông kế, mình có đưa lên một cái video hình như rất là tương đối là dài, và tất cả các ví dụ về list nằm ở trong đấy hơn 1 tiếng. Thì em đã xem chưa? Em xem đi đã nhá, xong rồi trong đấy mà có cái phần nào chưa hiểu, tại vì là ở tại sao chị phải lập một cái group Facebook ấy, là bởi vì có rất nhiều thứ, có rất nhiều các cái chủ đề mà các bạn muốn hiểu sâu, thậm chí là nhiều hơn cả phần đi thi, thì các bạn cần phải tham khảo thêm. Thì chị đã gửi các cái video để các bạn tham khảo rồi, các bạn vui lòng phải xem hết tất cả những cái đó. Trong trường hợp các bạn vẫn không hiểu, thì không hiểu ở chỗ nào, thì các bạn sẽ phải cho chị một cái câu hỏi cụ thể. Ví dụ như là đấy, ví dụ như bài 310 của phần này em không hiểu, thì chị sẽ quay lại đấy để chị giải thích đến các bạn hiểu thôi. Ok chưa? Là em đang nghiên cứu. Mà em đang nghiên cứu thì em phải xem cái video kia trước. Còn ở đây là mọi người đang học theo mục đích là chuẩn bị thi. Rồi, có bạn nào có hỏi nữa không ạ? Em có đọc lại. Ừ. Em hỏi một chút ạ. Đấy là cái bài 308 ấy chị. Chị có thể giúp em là trong cái phần cái nốt mà liên quan đến default tag ấy. Em muốn tức là em muốn nhờ chị là chị có thể lập cái tài khoản chữ T giúp em của cái current tax expense với cả deferred tax liability để em biết là nhập số như thế nào lên SOPL. Okay. Với cả vâng. Rồi, tại vì em đang bị vâng, tại vì em đang trong cái mà tức là trong cái SOPL ấy, em đang hơi lẫn cái đoạn là cái khúc nào nó sẽ tách ra làm tax payable, khúc nào nó tách ra làm deferred tax liability. Thì em đang hơi bị lẫn cái chỗ đấy. Nghĩa là đấy là do vấn đề lúc mình đọc đề mình không define được, không rõ define ra được. Vâng. Ok. Rồi, đấy, nghĩa là mọi người cứ hỏi như thế thì chị sẽ dở đúng cái câu đấy, mọi người chị giải thích cho lúc mọi người hiểu được thôi. Rồi, mọi người giúp chị là dở sách BP câu 308 ở nốt text. Đấy ạ, nốt text có cái gì? Ở sau đây mọi người nhá, chị phải chụp màn hình lại không thì không biết được. Note text này. Ở trong cái bài 308 này mình có hai cái thông tin, quên, hai có chỗ mà liên quan đến default tax. Đây ạ, ở trên báo cáo các bạn nhìn thấy tài khoản default tax tại ngày 1 tháng 4 năm 2007, các bạn nhớ là
tại ngày mùng 1 tháng 4 có nghĩa là đầu kỳ nhá. Tại vì hôm nay ngày báo cáo là 31 tháng 3 năm 2008 á. Đúng không ạ? Thì đầu kỳ chúng ta đang có deferred tax là 19.200. Đúng không ạ? Không còn nốt nào đúng không ạ? Nhìn kỹ đi xem là còn cái gì liên quan đến deferred tax không? Không có gì. Ở đây cũng có revaluation này, mình cũng nhìn thấy có cả revaluation surplus này, đúng không ạ? Rồi ạ. Ở câu số 5, người ta nói là the above figures do not include the estimated provision for income tax on the profit for the year ended. Câu này em dịch ra sẽ là tất cả những thông tin ở trên chưa tính đến current tax của năm nay. Được chưa ạ? Chưa tính đến cái khoản mà sẽ phải nộp thuế của năm nay. Đấy là income tax on the profit. Cái keyword này nói cho chúng ta biết đây là current tax ạ. Được chưa ạ? Sau khi mà điều chỉnh tất cả các cái adjustment ở trên thì chúng ta có một cái khoản estimated the provision là 11,4 triệu. Được chưa ạ? Và khi mà mình nhìn thấy cái con số 11,4 triệu này thì mình sẽ nhìn xem là nó gồm có những cái điều chỉnh gì. Cái bài này chị chưa chữa cho nên chị còn chả nhớ cái đề bài này nó có những cái điều chỉnh gì ở trên nữa. Em đã làm bài này rồi, em nói chị biết là có những cái gì điều chỉnh vào tài khoản deferred tax. Revaluation reserve ở đây như thế nào? Có revaluation reserve là có 1.200 là do cái là do cái phần tức là cái nốt số 4. Nốt số 4. Vâng, cái property nó tăng sau khi nó revaluate thì ở đây nó 18.000 à? Revaluate 18.000 là đầu kỳ hay cuối kỳ ấy nhỉ? Đầu kỳ ạ, đấy là 18.000 là đầu kỳ. À đây. Đây nhá, từ nốt số 4, nốt số 4 ạ thì mình có là temporary difference tăng 10.000 đúng không ạ? Và trong cái 10.000 này, rồi ok mọi người nhìn này. Trong tổng số là 10.000 thì revaluation reserve là 6.000 đúng không ạ? Còn 4.000 là của các cái tài khoản khác. Thì bút toán của mình nó giống như là cái vừa xong mình vừa mới làm ở chính là cái bút toán cuối cùng ở trong article của ACCA ấy ạ, là bút toán của mình sẽ phải là debit vào revaluation reserve. Đúng không ạ? Là 6.000 này, tax rate ở đây là 20% ạ. Bằng 1.200, được chưa ạ? Và debit vào deferred tax expense 4.000 cái khác ấy nhân với 20% đúng không ạ? Thì bằng 800 ạ. Bởi vì cuối cùng chúng ta đang ghi nhận một cái credit vào deferred tax liability là 10.000 nhân 20% thì bằng 2.000. Cái mà chị vẫn nói với các bạn là mình chỉ quan tâm là temporary difference là bao nhiêu. Được chưa ạ? Sau đấy mình nhân lên cái này thì ra được cái balance sẽ trình bày ở trên báo cáo của mình là 2.000. Vậy thì tài khoản chữ T của deferred tax này, opening balance, tất nhiên là ở bên có rồi. Đúng không ạ? Opening balance của mình là bao nhiêu ấy nhỉ? 19.200. Đâu? À 19.200 đúng không? Thế xong cuối kỳ chỉ còn có mỗi 2.000. À đâu, đây là bút toán ghi thêm vào trong kỳ, đúng không? Mình credit thêm 2.000 vào trong kỳ đúng không ạ? Và đến cuối kỳ thì nó sẽ là 21.200. Đúng không ạ? Đấy ạ. Nhưng mà để tính như thế này thì mình phải có cái bút toán kia. Thì đấy ạ, lúc mà mình đọc đề ấy, mình sẽ nhìn thấy này, em nhìn này. During the year, the company temporary difference increased by 10 million đúng không? Nó giống y như cái tình huống D ở trong article ấy. Tình huống số 4 ấy. Ờ, đấy. Còn nếu mà mình lại bị nhầm là cuối kỳ nó có số dư là 10.000 thì mình sẽ lại bị làm sai.
Ok dạ. Dạ. Đấy, thế nên là phải đọc kỹ đây một tí. Chị ơi, thế còn phần tax payable, cái số dư cuối cùng của cái đấy. Số dư cuối cùng của cái đấy là của deferred tax hay là của current tax? Của tax payable. Của current tax đúng không? Của thì là sẽ là nốt expense là tax payable. Okay. Đấy. Thì là nốt 11.400 đây. Đây là số dư trên tài khoản tax payable. The director has estimated the provision at 11.4 này. Thì cái số 11.4 người ta cho ở đây sẽ là số thể hiện ở trên tax payable luôn. Được chưa ạ? À ok ạ. Nó để là current tax liability đúng không chị? Current tax là người ta cho ở cái mức số 5 ấy, là thường là người ta sẽ cho luôn. Vì sao chị đã giải thích rồi? Là vì mỗi chúng mình sẽ học một cái version tax khác nhau cho nên mình không tính được đâu. Nên là người ta sẽ phải cho mình trước. Chỉ có điều là nếu mà mình lại tưởng người ta sẽ cho, nếu có lừa ấy, người ta chỉ lừa là số dư estimate ra là bao nhiêu hay là tăng thêm thành bao nhiêu thì các bạn phải đọc kỹ một tí thôi. Còn bao giờ người ta cũng cho trước ạ? Cái câu ở trong ngoặc nó có nghĩa là gì hả chị? Câu ở trong ngoặc nghĩa là this is in addition, nghĩa là cái này ngoài cái deferred tax ở phía trên, nghĩa là không liên quan gì đến cái deferred tax ở trên cả. Thì vì nãy chị đã phải dịch cho bọn em là cái income tax on the profit này là current tax mà, đúng không? Còn nốt trên là nốt deferred tax mà, nghĩa hai đây là hai nốt độc lập ý, không liên quan gì nhau á. Dạ, cho em không hiểu cái câu đấy nên là em okay. Nghĩ là cái phần là cộng thêm mà đúng không? Đúng ạ. Nhiều lúc mình đọc đề mình nghĩ sâu xa quá, câu chuyện nó lại sai. Xong mình nghĩ kiểu mình thật ra là một là sâu xa quá, về hai nữa là mọi người có biết tại sao mọi người bị cái lỗi này không ạ? Là vì mình làm ít bài quá đó, mọi người cứ làm hết được khoảng chục cái bài là báo cáo thì sẽ không bị cái lỗi này nữa đâu. Kiểu là giá mà là có chị với cả các bạn ở bên cạnh để mà chỉ cho cứ gặp một cái như thế này nó kiểu nó làm cho thật là học online ấy là nó bị cái điểm dở vô cùng. Đấy là nếu mình học ở trên lớp nhá, thì thứ nhất là thông thường các buổi mà bọn mình dạy F7 ấy, thì thường là bọn mình sẽ phải dạy 4 tiếng. Nghĩa là ở trên lớp thì mình phải ngồi làm bài tập với nhau, rồi nghĩa là mình thì hay dạy là theo chủ đề ấy. Thế nên là một chủ đề deferred tax chẳng hạn là làm hết tất cả các bài deferred tax. Thế là đến lúc mà rõ như ban ngày hết rồi với nhau thì mới chuyển sang cái khác. Thì lúc đấy mọi người, thứ nhất là mọi người làm được nhiều bài, thứ hai là có bạn bè xung quanh mình biết đứa nào nó hiểu cái phần đấy, lúc mình hỏi nó cũng dễ. Còn học online mọi người cũng nhất không quen nhau. Xong rồi thực ra học online thì cũng mất tập trung hơn, phải nói thẳng là thế đúng không? Thế nên thành ra là có khi vào tay này lại ra tay kia. Nên là đến lúc mà làm bài tập thì lại quên mất rồi. Thôi nên là như thế mọi người phải nỗ lực nhiều hơn thôi, cũng không có cách nào khác cả. Bây giờ thì cũng là thôi, em thấy rằng là nhiều khi ấy, em thấy về một cái nội dung ấy mình học như thế này nhưng mà bắt đầu nhìn vào đề là nhiều khi nói khó hiểu hơn. Đúng rồi. Chị đã nói rằng là chị 11 năm chị đi dạy ECC thì lúc nào các bạn nói với chị một câu rằng là đến ngày em vào phòng thi em chỉ mong là có chị ngồi cạnh. Tại vì em đọc đề mà em nghĩ rằng là mỗi khi chị giải thích như thế nhưng mà sao bây giờ nó không giống như thế gì cả. Và chị phải luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho các bạn đấy là đi thi thì cái việc mà các bạn gặp một cái gì đấy không giống bình thường là chuyện tất nhiên ấy ạ. Tất nhiên là sẽ gặp. Và không bao giờ có chuyện là đọc đề mà thấy rõ như ban ngày đâu. Thế còn, và đấy là lý do vì sao mà chỉ cần 50 điểm đã đỗ rồi. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là nó clear đến nỗi mà tất cả các nốt nó clear như chị chữa bài cho các bạn ra phát cân luôn thì thật thế có khi phải 90 điểm đúng không? Nên là mọi người phải thấy chuyện đấy cũng bình thường thôi. Chỉ có điều là bây giờ trong lớp học ấy ạ, mà mọi người cảm thấy confused thì cần hỏi luôn. Và nốt cái phần mà mình đang cảm thấy chưa hiểu lại để hỏi ngay. Thì bây giờ mình đang suy nghĩ đến vấn đề đấy thì chị giải thích một cái. Như hôm nay mình nói chuyện về deferred tax mọi người sẽ hiểu ngay. Còn nếu mà chị mà để đến cuối cùng mới bảo mọi người rằng là bao giờ ôn lại chị giải thích cho các bạn thì lúc đấy các bạn quên hết cả hôm nay các bạn đang hỏi gì rồi. Rồi có còn thắc mắc gì về deferred tax nữa không ạ? Dễ chưa ạ? Thank you chị. Thắc một tí về cái disposal of assets đúng không ạ? Ừ em hỏi đi. Em đọc lại cái lecture 1 thì em thấy cái phần thanh lý tài sản là phải thông qua cái tài khoản disposal ấy. Em không biết tài khoản này lạ quá. Em không biết là Em chưa học F3 đúng không? Vâng. Nếu em chưa học F3 thì em chỉ hiểu đơn giản là nó tên là một cái tài khoản tên là disposal thôi. Và mình mở cái tài khoản disposal này ra cho mục đích là ghi chép các cái bút toán liên quan đến thanh lý tài sản.
nó lạ hay không lạ thì giờ mình làm quen như học ECCA mình còn gặp 100 cái lạ khác. Cả cái tức là sau các bút toán của cái thanh lý tài sản thì cái tài khoản này sẽ hết đúng không? Đúng rồi, nó sẽ ghi thẳng vào P&L như là với tài khoản expense bình thường hoặc là profit bình thường. Vâng. Thì đấy chỉ là cái cách người ta quy định để hạch toán đâu. Hình như là cũng có bạn đã hỏi câu này với chị rồi. Mọi người hỏi chị là cái gì nhỉ? Cái việc ghi nhận disposal nó giống hay khác gì Việt Nam ấy? Thì chị nói nó chả khác gì cả. Nhưng ở Việt Nam thì mình không có một tài khoản riêng tên là disposal, mà mình lại mở cái tài khoản 711-811 ấy. Nếu mà gain thì đưa vào 711, mà loss thì đưa vào 811, thế thôi. Thế nên cũng không khác gì cả nếu mà em đã làm kế toán ở Việt Nam. Ok. Rồi. Em hỏi quick là cái deferred tax ấy nó tính cả cái mà cái dự phòng cho bảo hành ấy thì là như thế nào? Nó cũng tương tự như thế thôi. Nó cũng tương tự như tất cả những cái vừa xong mình nói, bởi vì là dự phòng cho bảo hành thì theo luật thuế là không được phép ghi nhận vào chi phí. Nhưng mà kế toán thì lại có ghi nhận vào. Và cứ có cái chênh lệch đấy thì lập tức là nó sẽ có temporary difference và người ta sẽ cho em trước cái giá trị temporary difference đấy. Nếu em học F6 rồi thì em biết là ở Việt Nam mình ấy, cũng có những cái khoản provision là có quy định, ví dụ như là đấy, kể cả là trích lập dự phòng các cái bảo hành hoặc là giảm giá hoặc là giảm gì nhỉ, dự phòng nợ phải thuốc khó đòi cũng thế, đúng không ạ? Mình có quy định được theo luật thuế, nhưng thực tế kế toán có thể ước tính khác, thì cái sự khác nhau giữa kế toán và thuế là đã gây ra temporary difference rồi. Ô, thì cái dự phòng nợ phải thu khó đòi mà trong ngân hàng thì có được tính vào chi phí thuế không ạ? Đó, nhưng mà theo quy định hiện tại thì theo ngân hàng nhé, thì là theo thông tư 03 là em sẽ lập dự phòng cho các nhóm nợ đúng không? Thế đúng nhưng không? Mà nếu như trên báo cáo tài chính của, tại vì là ngân hàng thì sẽ là một cái dạng báo cáo hơi khác, nó không phải là báo cáo tài chính như thế này nhé. Cho nên là em sẽ phải nó sẽ chỉ là một cái ví dụ để em hiểu thôi. Nghĩa là ngân hàng có thể đánh giá phải thu khó đòi theo cách của họ. Ví dụ như bây giờ một số ngân hàng áp dụng Basel 2 chẳng hạn. Nhưng cơ quan thuế thì lại có quy định riêng về trích lập dự phòng. Và cái quy định đấy là áp dụng cho luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Và nếu như hai cái điều khoản đấy nó khác nhau thì sẽ có deferred tax. Rồi, ok rồi đúng không ạ? Rồi mọi người nghỉ khoảng 5 phút nhé. Sau đấy mình sẽ chuyển sang phần consolidation report.